còn rất là chi tiết, rất là sắc nét, tiền lạc nó sáng đó, chứ không phải là giống như mình nhìn vô cái này mình thấy cái này mới quá. Hello quý khách nha, em Thanh ô tô cũ đây, cho em gửi lời chào chúc sức khỏe quý khách mình. Em sẽ quay cái con Innova 208 bản G xe gia đình nha. Con này thì mới vừa về luôn, mới vừa về buổi tối hôm qua. Sáng nay em cho nhân viên rồi dọn dẹp đồ sơ sơ quay cho quý khách mình, cập nhật cho quý khách mình coi ha. Nói chung là rất là cảm ơn quý khách mình. Hôm qua thì bán được một xe, hôm nay bán được một xe. Hôm nay là bán được cái Morning 2017 màu vàng cát. Hôm qua quay thì cũng anh kia ảnh ở Bình Phước xuống mua. Rồi chiếc này là Innova 208 bản G nha, bản G. Thì con này em đang rao bán với giá là 225 triệu, bao gồm hồ sơ cho quý khách mình. Quý khách mình có thiện chí tới coi xem xe, rồi mình lái mình trải nghiệm thử. Đó, mình xem coi máy móc rồi gầm bệ số má hay nọ đâu, vô nó có ngọt ngào đi máy hay không ha. Rồi mình hãy quyết định rồi mua, thương lượng giá cả em cũng thoải mái. Những khách mình, những anh chị mình mà cứ vui vẻ tới đi, em nắm thấy có lời xíu là em bán. Bán để mình tạo cái mối quan hệ, từ để những cái chiếc xe sau quý khách mình có xe mà trao đổi thì mình giữ cái mối quan hệ đó để mình trao đổi, mình làm việc với nhau qua lại nó sẽ hay hơn. Em thích cái kiểu vậy hơn, hay là cái kiểu mà cách đây cũng một năm trước á, thì mới vào nghề á, thì em hay mua những cái xe dịch vụ, xe taxi này nọ rồi mình dọn lên. Cách hồi xưa em làm ở ngoài gọi là dọn xong rồi đứng ngoài gốc cây mình bán á, thì bán xong cái kiểu đó em đo lường em thấy là không hiệu quả. Tại vì khách hàng người ta mua về người ta đi á, một thời gian người ta có nhu cầu người ta đổi xe khác, hoặc là người ta muốn lên đời rồi người ta muốn kẹt tiền người ta bán lại á, thì khi mà đem ra ra bán thì sẽ bị lỗ nhiều. Thì lúc đó mình mới mượn tượng ra, mình mới thấy được mình làm cái điều đó nó không được hay, thì thôi cái em quyết định là mình thay đổi. Ra đây em chọn cái mặt bằng nó rẻ rẻ xíu, mặt bằng đây cũng rẻ, và mua những cái đầu xe nó cứng vào. Thì bắt đầu tháng 7 tháng 8 gì đó rồi em ra ngoài này thì mua được một lô, mấy cái lô xe gọi là cứng á, mình thay đổi cách làm. Thì nhờ cái lô đó mà mình đo lường được, mình thấy được khách hàng rất là hài lòng khi mà những cái đầu xe mà vừa rồi em bán ra xong rồi khách tới bảo dưỡng rồi khách đi này nọ đồ phản hồi này nọ đồ, mình tạo được cái cảm giác mình thấy là mình với khách hàng khăng khít với nhau. Thì cái điều đó em thấy mình giống như là cá gặp nước, mình thấy hợp lệ, mình thấy nó thích hơn so với hồi xưa mình làm. Đó, và điều em chia sẻ nhỏ nhỏ vậy thôi ha. Rồi, chủ yếu là em quay review cái con Innova 208 bản G này cho quý khách nào đi tìm cái dòng này, đang có nhu cầu tìm con này, thì mình tham khảo thử, mình so sánh đối chiếu chỗ A, chỗ B, chỗ C, rồi mình coi giá cả, rồi mình đi thực tế mình tới mình coi, rồi hả quyết định hay chốt hay mua. Cũng không có nên mà mua online, mua mà thấy cái xe đó cái mình cọc, xong cọc 5 triệu, cọc 10 triệu gì đó, xong rồi lên coi không có ưng, không hài lòng á, rồi những cái anh em sẽ lấy tiền cọc của anh chị mình, quý khách mình sẽ lấy 50% tiền cọc, thì mình mất tiền phân nửa tiền đó, tại vì người ta giữ lý do là mất riêng cái xe của người ta. Thì em cũng không thích làm vậy đâu. Hồi trước em hay nhận cọc từ xa, nhưng mà giờ em không nhận nữa. Thì quý khách mình cứ lên coi, giống như hôm qua là sáng sớm luôn, thì cũng có hôm qua thì em đăng buổi tối, em hay đăng cái khung giờ là buổi tối. Thì sáng cũng có, tối đó là cũng có mấy người hỏi cái con Morning 2017. Thì sáng này cái anh đó anh tới sớm nhất anh vô anh coi tí xíu anh mua, rồi bắt đầu đó em mới lục lại tin nhắn là cái này xuất ra tiêu rồi nha, để em nhắn lại, em lục lại tin nhắn em coi, là em nhắn lại cho mấy người hẹn là thôi em bán rồi, để hẹn chiếc khác đi, theo dõi follow kênh em đi rồi hẹn chiếc khác đi, rồi có em về em đăng lên mình theo dõi. Rồi con này là máy 2.0, mình review cái máy xíu nha. Máy con này thì rất là bền, nó dòng Toyota thì nó sẽ có Vios, Innova, Fortuner rồi, thì không biết tại sao Toyota người ta muốn giành thị trường cái thời điểm đó hay sao, người ta làm những cái dòng Innova này với Vios rất là nồi đồng khối đá, nó trâu lắm. Tới thời điểm bây giờ cái xe này 2008 tới bây giờ là gần mười mấy năm rồi đúng không, 2008 giờ là cũng 10 năm 12 năm rồi mà cái xe nó vẫn còn cứng cáp, máy số này nọ cực kỳ im và ngon. Đó, chỉ có cái nắp vàng cò này thì qua kinh nghiệm của em thì em đã coi và em chết và em thấy là cái nắp cò này đã mở ra rồi. Đó, nhưng mà không ảnh hưởng gì đâu nha. Cái nắp cò này nó cái xe đi vài chục ngàn cây người ta sẽ mở lên, người ta chỉnh cam cò, người ta vệ sinh này nọ là chuyện bình thường. Vì cái máy này nó sẽ chia ra thành 3 phần, nắp cam cò và nắp giữa là ở giữa là nắp mặt vi lát, rồi phần phía dưới nữa là hộp số. Thì phần vi lát và hộp số dưới là nguyên zin, chỉ có cam cò thì có tháo mở chỉnh.
qua hình ảnh mình thấy nè, những cái tem này nọ đâu, đúng là tem zin của nó, nó còn đầy đủ hết nha. Nhìn vô khoang máy mình thấy khoang máy á, nó sạch sẽ, nó liền lạc, nó sáng, chứ không phải là giống như mình nhìn vô cái này mình thấy cái này mới quá, là xe nó dọn, nó thay mới. Còn mấy cái chi tiết khác là nó cũ, nó bể rồi, nó gọi là xe nó không liền lạc á, thì mình phải chú ý, mình để ý lại xíu ha. Máy nổ cũng cực kỳ im nha. Xong sau đó mình tiếp tục mình coi mấy cái xương đầu này nọ đâu, coi có bị đụng rồi, có bị nắng, nó bị kéo gai không, mấy cái chi tiết như thế này mình ngó, mình coi, mình so sánh, mình đối chiếu chỗ này chỗ nọ thử coi nó như thế nào ha. Rồi thì con này thì hơi ăn xăng nha, hơi ăn xăng. Con này máy nó 2.0 thì chắc chắn là máy lớn, thì xác lớn, đi thì nó sẽ hao xăng hơn so với những con mà 1.2, 1.5 hoặc là 1.8. Nhưng mà đổi lại thì thứ nhất về giá cả bây giờ nó cũng rẻ rồi. Con này về em bán 225 mà mình đi được tới tới 8 người nha. Innova là mình đi được 8 người nha. Đó. Thì về túi tiền thì thấy với lại cái số lượng người mà mình đi gia đình thì hợp lý. Chứ còn bây giờ đi gia đình mà mình có 7-8 người mà mình mua cái xe nó nhỏ, mình đi có 4-5 người, còn mấy người kia bỏ lại ở nhà thì sao cũng được ha. Rồi vô trong đây thì mình coi nè, một vài thứ để mình coi cái xe nó ok không. Từ cái hàng ghế này á, em là một người cao 1m72 thì ngồi ở vị trí tài, khoảng cái khoảng mình coi mình quan sát mình thấy cũng rất là thoải mái, nó không có bị che tầm nhìn tại vì gầm nó cao đó, ok hơn những mấy con sedan, mấy con gầm nó thấp. Rồi vô lăng nè, vô lăng còn vân sần còn rất là đẹp ha. Dán một cái tem gì xinh nhẹ tay vô đây cũng thú vị, dán vô cho nó lạ lạ ha. Odo là 200 mấy nghìn ha. Con này mình đi mình để ý về cái chất xe nhiều hơn chứ không có quan trọng về Odo. Ở nhiều người người ta đi, em mua xe công ty á, thật sự á, em chia sẻ con cái này, mua xe công ty á nó ngon, nó tốt chứ không phải nó dở đâu nha. Công ty người ta đi, người ta sẽ có cái người tài xế, người ta sẽ bảo dưỡng, người ta cứ đúng ngày đúng giờ là người ta sẽ bảo dưỡng, người ta giống nhiệm vụ người ta là giám đốc đó, khoán cho anh cái vị trí tài xế thì anh phải bảo dưỡng, kiểm tra xe đi vô nó vận hành nó ok, đi tới nơi về tới chốn, thì nhiệm vụ của người tài xế đó, người ta sẽ giữ cái xe thì người ta sẽ thay nhớt, người ta kiểm tra xe nó đàng hoàng. Cho nên đó, anh chị mình đừng có sợ nhà những xe công ty. Rồi số nè, củ số này không phải là cái củ số zin của nó, nhưng mà cái da này là cái da zin của nó nha. Củ số này là cái củ số được sơn lại rồi. Mình có sao mình review mình nói rõ chi tiết để cho quý khách bà con mình ở tỉnh ở xa mình lên mình coi ha. Rồi đây được lên cái màn hình rồi nha, được lên cái màn hình. Đây là máy lạnh nè, điều chỉnh gió thì ở đây lấy gió ngoài, lấy gió trong. Rồi cái hướng gió nè, thổi vô chân, thổi vô mặt. Rồi chỉnh cái tốc độ gió thì ở đây ha. Rồi được lên cái cam này gọi là cái cam hành trình. Nó sẽ tích hợp chung với cái màn hình ở dưới đây luôn. Để cho mình lưu dữ liệu thì nó sẽ tiện hơn so với những cái cam hồi xưa. Cái cam hồi xưa thì mình muốn đâu để em coi đây nè. Mình muốn mỗi lần mà mình muốn mình coi dữ liệu hay gì đó thì mình bấm bấm trên đây thì nó hơi bất tiện xíu. Còn như cái cam này bây giờ thì nó rất là tiện, mình coi dữ liệu trong đây luôn. Mình muốn coi dữ liệu, mình có cho ai đi mượn xe, thuê xe đi gì đó, mình coi dữ liệu nằm trong đây luôn ha. Đây nè. Xin lỗi nha, để em mở lại, nó nằm đâu đây. Ở trong đây. Nó dữ liệu nó nằm ở trong đây, nó ghi nó lưu lại trong đây ha. Rồi. Từ cái hàng ghế này thì Innova rộng rồi, rộng rãi rồi. Bây giờ mình ngồi mình trải nghiệm thử cái hàng ghế phía sau ha. Hàng ghế này là cái hàng ghế những gia đình của mình, những thành viên trong gia đình mình ngồi nè. Mình coi thử coi nó có thoải mái hay không ha. Nè, từ cái khoảng cách này mình thấy chân mình vẫn còn dài dư ra ha. Rồi ngồi là mình duỗi chân ra, mình ngã nghiêng ngã ngửa này nọ rồi coi nó có bị chật hay không. Thì mình thấy rất là thoải mái, bước lên bước xuống đâu, vị trí này bước lên bước xuống đâu nó cũng rất là tiện ha. Mình lên mình xuống nè, rất là tiện. Đây nè, mở cửa ra. Rồi. Hàng ghế phía sau thì nó chật hơn cái hàng ghế giữa. Đó, nhưng mà nó trong phân khúc MPV của tất cả các hãng thì mình thấy nha, khúc MPV mà cỡ trung thì chỉ có Innova thì cái hàng ghế phía sau là nó rộng nhất thôi. Đó, còn mấy dòng khác thì do hai cái bánh lớn á, phía sau cái hàng ghế nó nhỏ lại. Rất là rộng phía sau nè. Mình không thích thì mình gặp lại mình chở đồ này nọ đồ cũng hợp lý. Rồi sẵn tới đây mình quay vô đây. Coi những cái bon này nè. Ở đây là những cái bon zin. Thì ở đây nó có 3 lớp, lớp ngoài,
lớp tôn ngoài, lớp xương giữa và lớp xương trong. Qua cái lớp đó thì cái mí á, thì robot nó sẽ ép lại và nó chấm bon, nó hàn lại, nó hô hàn lại. Đó. Chỉ có máy nó ép vô nó hàn lại thì nó sẽ có những cái bon này. Nhưng mà cái bon này á, những anh em mà xe bị đụng á, đụng cái đít và người ta làm lại á, người ta giả cái bon này lại. Nhưng mà giả thì lừa được khách hàng thôi, lừa được những người không biết thôi. Chứ còn như tụi em dân chuyên, tụi em nhìn là tụi em biết đâu là bon zin của robot nó chấm, đâu là bon lô. Đó. Một vài thứ nhỏ nhỏ cơ bản, bởi mình mua xe mình lựa những cái đơn vị nào nó uy tín. Rồi mâm nè, mâm lớp thì đây là con Innova bản G, cho nên mâm nó sử dụng là mâm 10-15, còn bản thiếu là 5-14 nha. Bản thiếu thì nó hay chạy dịch vụ, hay chạy taxi này nọ rồi. Con này là cam kết là không có dịch vụ, không có taxi gì hết nha. Đó. Máy đang nổ luôn, rất là im nè. Đó. Mình kiểm tra, mình để ý mấy chỗ này nè, coi có nó khoan đục taxi gì hay không. Đó. Để ý thấy nè, không có nha. Cái nỉ này vẫn còn zin luôn, quan sân này nào cũng còn rất là chi tiết, rất là sắc nét. Đó là một số điểm để mà mình cảm nhận, mình giám định nha. Anh chị mà có những cái xe nào mà nó đẹp đẹp, nó cứng như thế này nè, cứ inbox cho em, giới thiệu cho em, rồi em mà mua được em gửi tiền thôi, gửi tiền hoa hồng ha. Đặc biệt là những cái xe mà nó đẹp nha, nó đẹp mình cứ đưa cho Thanh, hoặc là đưa cho người nào cũng được hết, nhưng mà người nào người ta mua với giá giống như 300 đi thì Thanh sẽ nhích lên xíu 5 triệu hoặc là 10 triệu để em Thanh sẽ mua được cái xe đó. Vì cái xe đẹp mình chấp nhận, mình chịu trả hơn 5 triệu 10 triệu để mình mua được cái xe nó ok hơn ha. Cạnh tranh á, gọi là cạnh tranh á. Rồi, cái hàng ghế này chỉnh nè. Đó. Mình dài chân quá thì mình chỉnh nó ra xa, mình nó cái chân mình ngắn á, mình lùn thì mình chỉnh nó lên trên xíu. Máy nãy có quay rồi đúng không? Máy móc đừng có quay hết rồi ha. Không có khoan đục, không taxi. Sạch sẽ, đẹp và rẻ nữa. Có 225 triệu thôi mà 208 đăng kiểm tháng 7/2024. Phí đường bộ cũng tháng 7/2024. Rồi, con này em nhắc lại giá bán nha, 225 triệu em bao gút hồ sơ cho quý khách mình. Nếu quý khách mình mới có bằng lái, tại vì em bán xe bữa giờ cũng có nhiều quý khách mới có bằng lái, chạy cũng chưa có cứng. Thì em hỗ trợ cho anh em giao tới nhà, cứ lên coi xe, rồi ký giấy tờ, rồi đó thương lượng xong xuôi hết, mình ký giấy tờ xong xuôi đâu đó đàng hoàng hết, rồi chạy được thì mình chạy về, còn không chạy được thì em hỗ trợ cho nhân viên giao cho quý khách mình về tới nhà để cho nó an toàn ha. Chứ hôm bữa em cũng bị có một chiếc anh đó cũng mới có bằng lái á, nhưng mà em nhắc nhở em nói rồi, em nói chịu khó anh ơi, anh về trước đi, rồi em cho nhân viên sắp xếp chiều nay hoặc là mai cho nhân viên giao. Nhưng mà anh không chịu, anh gắng cố gắng, anh nói anh mê quá, anh thích quá, rồi anh chạy thì bị quẹt làm 4-5 triệu gì á, 4-5 triệu gì á, thì cũng tội ảnh thôi. Nhưng mà quyết định là ở ảnh mà. Rồi ok nha, em xin chào và hẹn gặp lại quý khách mình ở video sau. Có xe cũ bán thì cứ mạnh dạn liên hệ cho em nha. Bye.